đây là kênh ù thích ăn chay. Nó vàng, nó cứng, bánh mì nó giòn nè. Đó, thơm quá không? Quá ngon luôn. Bé nó béo béo mà nó thơm thơm. Đây là mình ăn theo kiểu Tây với nha các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay cô bé nghĩ ra món mới đơn giản mà về ăn ngon nha các bạn. Món này là món bánh mì sốt cà tím. Món này là của người Tây, người ta thường ăn đó. Món này dùng ăn sáng cũng được nha các bạn, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối gì cũng được. Món này nó dễ làm mà ăn nó rất là ngon luôn. Thì nếu các bạn nào có thích món này thì có thể bắt tay nhau vô làm với cô bé. Bé xin giới thiệu nguyên liệu cho các bạn biết đơn giản lắm. Cô bé ăn hết. Thành ra cô bé chỉ làm có hai trái cà tím thôi, với lại nửa trăm gram nấm rơm á các bạn. Các bạn nào không thích nấm rơm thì khỏi cần xay vô cũng được. Đây là có một bịch sữa không đường, bịch sữa không đường thì các bạn mua sữa nào cũng được. Rồi ở đây là có một miếng chanh, rồi bốn củ tỏi này, có nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Rồi ở đây là dầu ô liu, mà cô bé chưa biết xài là bao nhiêu muỗng, một muỗng hoặc hai muỗng. Lát cô bé xài cô bé sẽ giới thiệu sau. Cô bé có ba cục bơ nè, bơ nhỏ như vậy nha các bạn, bơ tan chảy đó, với lại hai cái củ tỏi. Cô bé bằm nhuyễn, nếu các bạn nào không ăn tỏi thì có thể thế củ hành tím cũng được, cây baro cũng được. Rồi ở đây cô bé có một miếng ngò sắc nhuyễn, thêm hai muỗng mè gan nữa nha các bạn. Mè này là cô bé gan sẵn rồi, hai muỗng cà phê nha. Đây là cô bé có một ổ bánh mì, mà các bạn nhớ mua bánh mì mà phải đặt cuộc, phải cứng gì nha các bạn. Đặng hồi mình cắt gì mình nướng á nó mới ngon nha các bạn. Rồi giờ mình bắt tay lên vô làm nha các bạn. Trước hết mời cô bé đi nướng cà tím, nướng cho nó chín á rồi mình mới làm được cái bơ cà tím nha các bạn. Giờ cô bé bỏ vô là cô bé dặn nướng hai mặt, mà cô bé nướng khoảng 20 phút trước. Nếu mà cà nó chưa mềm, chưa có rượu thì cô bé phải nướng thêm. Giờ tạm thời thì cô bé nặng 20 phút nha các bạn. Chính rồi nè, cô bé lấy ra nè các bạn, nướng 20 phút rồi các bạn. Thôi mình nướng vừa như vậy thôi nè, ngồi mình lột cái gì đó. Với cô bé nướng hai cái củ tỏi luôn nè các bạn, hồi mình đem mình xay á ăn nó không có bị nồng, tỏi chín luôn rồi nè. Chép bơ vô bánh mì đằng cô bé nướng nha các bạn. Chép miếng bơ vô nướng rồi nó thơm, mình ăn mình với cái sốt đó các bạn, nó ngon. Các bạn muốn cắt kiểu nào đó cắt rồi mình cô bé cắt xéo xéo gì nè. Giới thiệu đó nè, hai cục bơ như vậy nè là mình xài 6 miếng bánh mì, một ổ bánh mì nhỏ xài cắt là được 6 miếng, xài hai cục bơ, mở ra rồi chép lên. Giờ cô bé chét xong rồi, giờ cô bé bỏ vô lò nướng nha các bạn, bỏ vô cái dĩa như vậy nè. Mình bỏ vô nướng, mình nướng khoảng chừng từ 2 phút đến 3 phút, đừng nướng nhiều nó bị khét nha. Mình nướng sơ cho nó giòn thôi, cho nó nóng thôi, cho bơ nó tan ra thôi. Bánh mì khoảng 3 phút các bạn, nó vừa vàng mà nó ngon ghê các bạn nè, thấy chưa? Nó vàng, nó cứng, bánh mì nó giòn nè, đó, ngon ghê không? Dạ, cô bé cắt cái đầu nè, cô bé lột ra nha các bạn. Các bạn thấy không, nướng chín lột dễ lắm nha các bạn. Còn hơi nóng nóng mà chịu khó mình cầm đi nha các bạn, là mình dễ lột để nó nguội quá rồi nó bị dính cà. Nó còn nóng các bạn dễ lột nè, mà nó nguội các bạn đó, rồi xong rồi đó. Cho các nguyên liệu vào vô cái máy để mình đi xay nha các bạn.
là các bạn biến chế là chỉ là dùng sống thôi, chứ đừng có làm chín. Tại vì riêu này ăn rất là bổ cho sức khỏe của mình, chứ mình ăn chín là nó không có tác dụng gì hết nha các bạn. Các bạn lưu ý cô bé cái chỗ này. Cũng ngon các bạn ơi. Các bạn với nó béo béo mà nó thơm thơm, mà nó hơi nồng nồng, có mùi tỏi. Nếu các bạn nào mà không ăn tỏi thì khỏi phải xin tỏi vô cũng được nữa nha các bạn, tại vì nhà mình chỉ ăn tỏi. Để làm cái này để chút lạnh sáng với mình là bỏ vô lò đi sống, mình nướng mấy miếng bánh mì ra mình vác lên cái mình đem theo luôn, hợp mình vô trong công ty mình vừa ăn vừa làm việc cũng rất là được các bạn, nó rất tiện lợi luôn. Cái món này để dùng ăn sáng hoặc là ăn chơi hoặc là ăn tiệc cũng được các bạn, cái này mình đãi tiệc cũng vẫn là ngon luôn. Hơi vị, là hơi vị cũng ngon các bạn. Để tiệc làm cái gì không? Ngon, đã luôn á. Đây là mình ăn theo kiểu Tây với nha các bạn, theo kiểu Việt Nam mình nha. Hồi chiều rồi hai cô cháu mình cứ ăn cơm, ăn mấy cái bánh mì này là tâm của các bạn. Các bạn có thể về nhà nấu để mình ăn sáng, hoặc là nấu để làm món thay vị trong cái bữa tiệc cho các bạn. Món này rất là ngon, các bạn về nhà làm thử đi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tới nha. Các bạn nhớ nha, nếu các bạn nào mà làm theo công thức của cô bé mà ăn á ngon gia đình khen, nhớ like và subscribe cho cô bé nha, cho hai cô cháu cô bé nha. Rồi video tới cô bé có món gì ngon cô bé sẽ chia sẻ cho các bạn nữa, các bạn nhớ ở nha, like và subscribe cho hai cô cháu cô bé là cô bé vui. Bye bye, xin chào các bạn, hẹn gặp lại video tới. Hey, video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Mình là Ú Ù đây. Các bạn hãy nhớ bấm like, share và đăng ký kênh của mình để theo dõi những cái video thú vị sau này của mình nữa. Cảm ơn các bạn và bây giờ là mình chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.